À, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé Và sau đây mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm canh tí Ngày này là ngày quý dậu tháng ất dậu năm canh tí và hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày giờ nhâm tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo quang giờ tan dầu, từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường về ngũ hành ngũ hành niên mệnh kiếm phong kim ngày quý dầu, tức chi sinh cho can có nghĩa là kim sinh cho thủy và hôm nay là ngày cát các bạn nhé về nạp âm kiếm phong kim kỷ tuổi đinh mão tân mão ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lời. ngày giàu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình giàu hại tuất phá tí và tuyệt dần các bạn nhé về các tuổi xung khắc trong ngày ạ tuổi đinh mão tân mão đinh dậu tuổi xung trong tháng tuổi kỷ mão đinh mão tân mùi và tân sửu về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao thiên thành tốt mọi việc sao nguyệt ân tốt mọi việc sao quan nhật tốt mọi việc sao ích hậu tốt mời về mọi việc nhất là cưới hỏi sao ngọc đường hoàng đào, tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có như là sao thiên ngục, xấu về mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao thổ phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao nguyệt kín chuyện sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ các bạn nhé. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày ạ hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi tí chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện tương phá, cái điều này gây ra những cái sự tác động xấu cho bạn tuổi Tý và bạn tuổi Tý, bạn cần phải hết sức thận trọng vào cái ngày hôm nay nhé có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu, lần này sẽ thừa cơ bạn sơ xuất để niếm đá dấu tay và gây trở ngại cho cái vận trình của bạn tuổi tí trong ngày đó nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi tí nếu như bạn mệnh luôn nghiêm túc với những gì mình làm thì không có cái vấn đề gì cần phải lo lắng quá mức. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ bạn là ai, chẳng có ai, lại tin tưởng những cái lời dối trá vô căn cứ cả bạn tuổi Tý nhé. May mắn là trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý trên cái lĩnh vực về tài chính bạn mệnh sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn nhờ có được cái sự giúp đỡ của thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn. Nếu như bạn tuổi Tý bạn lựa chọn được cái mối đầu tư thích hợp thì bạn có thể phát tài một cách vô cùng là nhanh chóng luôn đó. Ngày này với bạn tuổi Tý, cầu tài thì được tài, khai trương xuất hành thì gặp được quý nhân, có người lớn giúp đỡ, công việc luôn được thuận lợi, buôn bán thì phát tài, ký kết hợp đồng cũng rất tốt bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc kim có tiểu nhân tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cẩn thận trong công việc tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa phát tài nhanh chóng tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có mối đầu tư tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc được tin tưởng về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này do tam hợp phù trợ cho nên bạn tuổi sửu với cái vẻ ngoài rất chi là điềm tĩnh và không kiếm phần lạnh lùng của bạn sẽ rất có uy trong cái ngày hôm nay đó bạn tuổi sửu nhé và bạn tuổi sửu bản mệnh có tài chỉ huy sự quyết đoán của bạn có thể đưa tập thể tín tới cái sự thành công một cách nhanh chóng luôn nữa rồi đoạn Tuy nhiên trong cái ngày này nếu như bạn làm lãnh đạo bạn cũng cần phải cởi mở với nhân viên của mình nhiều hơn với cái vẻ bề ngoài lạnh lùng có thể khiến cho nhân viên của bạn hạn chế cái sự tiếp xúc với bạn trò chuyện với nhân viên nhiều hơn để biết được cái điểm mạnh của mọi người từ đó sắp xếp cho họ vào cái vị trí thích hợp bạn tuổi sửu nhá trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tuổi sửu trong ngày này có phần được khởi sắc cái mối quan hệ giữa bạn mệnh và người nhà cũng vô cùng là tốt đẹp cho dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, bạn tuổi sửu bạn cũng không quên quan tâm tới gia đình của mình. Bạn biết rằng đó là cái bến đỏ an toàn của mình, cho dù bên ngoài có sóng gió bao nhiêu đi chăng nữa đó nhá. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, có uy với đồng nghiệp, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, có tài chỉ huy, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, bạn cần cởi mở, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, vẻ bề ngoài lạnh lùng, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, quan tâm hơn tới gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Tử vi tuổi dần, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần, bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Đây là cái dấu hiệu cực kỳ là may mắn đối với những ai đang phấn đấu vì sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi dần, bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc của mình nữa rồi đó. Với bạn tuổi dần, bạn suy nghĩ cởi mở hơn sẽ giúp tiền đồ của bạn càng sáng lạn hơn bạn tuổi dần nhé. Trong ngày này, vì những cái sự cố từ trước đến nay mà bạn mệnh tuổi dần có thể được cất nhắc lên một cái chức vị xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Và bạn tuổi dần, bạn hãy coi đó là cái động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, ghi điểm với tất cả mọi người xung quanh, ghi điểm với lãnh đạo để cho những kẻ không phục phải tâm phục, khẩu phục bạn tuổi dần nhé ngày này bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có kim khác với mộc cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày hôm nay lại không mấy tốt đẹp tình cảm của bạn tuổi dần và người nhà chưa chắc đã được in bình và đôi bên đang có cái sự xích mích mâu thuẫn với nhau về một số cái vấn đề nào đó và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn mệnh tuổi dần, bạn hãy đặt mình vào cái vị trí của đối phương và thử thay đổi cái góc độ suy nghĩ của mình thì cuộc sống, tình cảm sẽ được hòa hợp bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cấp trên coi trọng, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa có tinh thần trách nhiệm, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ bạn được cất nhắc, tử vi tuổi canh dần Thuộc mộc xích mích với nửa kia tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim cởi mở hơn về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh dương xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi thìn, tuổi hợi. Tử vi tuổi mão, chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngụ hành tứ hình sông, tí ngọa mão dậu. Cho nên với bạn bạn tuổi mão có thể rất nhạy biến và có cái sự linh cảm tốt tuy nhiên bạn mệnh lại tỏa ra quá ngạo mạn, sẵn sàng gây gõ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái chiều với mình nữa đoạn. Mọi người có một cái suy nghĩ khác nhau, làm sao bạn có thể ép người ta nghĩ theo hướng của mình được và bạn tuổi mão thêm vào đó chắc gì cái ý kiến của bạn đã là chính xác 100%. Bạn hãy thảo luận cùng mọi người để tìm ra cái tiếng nói chung nhất trong cộng đồng trong tập thể bạn tuổi mão nhé trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mão thiên quan giáng họa cái điều này làm cho bạn tuổi mão có nhiều phần bất lợi trong công việc và bạn tuổi mão bạn có thể gặp phải nhiều cái điều chướng ngại chướng tai gai mắt và tốt nhất với bạn tuổi mão bạn không nên tỏa cái thái độ phản đối quá rõ ràng hoặc là quyết liệt cái điều này gây ảnh hưởng tới cái công việc và sự nghiệp của bạn về sau này nhé trong ngày này đối với bạn tuổi mão bạn cũng không nên xuất hành đi xa nếu như xuất hành đi xa thì bạn nên chọn hai cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây để hạn chế cái rụi ro với mình bởi trong ngày bạn đang có cái điểm hao tài mất của có tiểu nhân hạm hại luồn cúi đi cửa sai đi cửa sau có thể phạm phải tù tội nữa đó bạn tuổi mão nhá về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có giác quan nhạy biến tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa quá mức ngạo mạn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ bạn cần phải học cách lắng nghe tử vi tuổi tân mão thuộc mộc bạn có thái độ cương quyết tử vi tuổi quý mão thuộc kim bạn cần thảo luận với mọi người về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi thìn tuổi tuất Từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn, bạn đang gặp ngày có nhị hợp phù trợ cái điều này khiến cho bà tuổi Thìn được mọi người yêu mến và tin tưởng bạn Thế nhưng với bà tuổi Thìn bạn đôi khi lại làm việc khá chi là thiếu cái sự quyết đoán Một khi đã do dự thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được cái quyết định cuối cùng đó bà tuổi Thìn nhé Và hôm nay với bà tuổi Thìn là một ngày rất thích hợp để cho bạn hợp tác làm ăn. Vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư thì nên quyết định hợp tác với đối tác trong ngày hôm nay. Nếu như bạn cứ chần chừ lâu thì cơ hội sẽ trôi qua mất. Bạn sẽ bỏ phí một cái khoản kha khá với mình đó mà tuổi thìn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tử thìn trong ngày hôm nay được vượng phát và bạn tử thìn bạn với nửa kia luôn duy trì được tình cảm ổn định đôi bên thường hay chia sẻ với nhau những cái suy nghĩ của mình rất nhiều cái quyết định bạn chưa đưa ra đều có phần là nhờ vào cái sự định hướng của người ấy để có được cái sự kịp thời đúng đắn cho cái quyết định của mình nữa rồi đó bạn tử thìn nhá Ngày này đối với bạn tuổi thìn khai trương xuất hành cầu tài lộc đều gặp được quý nhân công việc được thuận lợi khởi công đoạn động thổ cũng gặp nhiều may mắn có tiền tài có danh tiếng có tin vui nhân duyên gặp quý nhân nhiều việc cát lợi lắm đối bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa được yêu mến tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ thiếu cái sự quyết đoán tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc bạn bộ lọ thời cơ tử vi tuổi canh thìn thuộc kim thích hợp đầu tư tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tình cảm ổn định về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính ấn trợ giúp cho nên bạn tuổi tỵ bạn có đầu óc vô cùng là thông minh và nhạy biến bạn không chỉ phát huy được cái năng lực của mình ở những cái lĩnh vực quen thuộc mà còn cả ở những cái lĩnh vực vốn xa lạ lạ lẫm với bạn nữa đó nhá và bạn tuổi tỵ trong ngày Chủ nhật này, bản mệnh không phải là người quá tham vọng nên thường không đặt ra những cái mục tiêu rõ ràng cho mình. Bạn cảm thấy nếu như hài lòng với cái thực tại ngay bây giờ thì còn quá sớm, bạn hãy tiếp tục tiến về phía trước mạnh mẽ hơn nữa bạn tuổi tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tỵ, kim khắc với hỏa cho nên cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Bạn dễ nổi nóng ngay lập tức với cái nửa kia của mình. Bạn mệnh không nên trút những cái cơn nóng giận lên đầu người thân thích một cách Vô căn cứ như vậy, mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ cái sự quan tâm, muốn à, gần gũi với bạn thôi đó bạn tuổi tỷ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa thông minh, nhạy biến, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ phát huy được cái điểm mạnh của mình, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc bạn cần có tham vọng hơn trong cái sự nghiệp của mình, tử vi tuổi tan tỵ thuộc kim trút giận lên người khác, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy bạn nổi giận vô căn cứ nữa rồi đoạn về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ, bạn đang gặp ngày có họa khắc với kim cho nên bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay không gặp may trong những cái vấn đề liên quan tới tình cảm nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì bạn mệnh đừng nên vội vàng đến với một ai đó, có thể cả bạn và người ấy đều sư thực sự chắc chắn và tự tin đâu mà tự ngọa nhá Trong ngày này, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu về cái chuyện dạy dỗ con cái và có lẽ mệnh chủ cảm thấy rất chi là mệt mỏi vì sao con cái không nghe theo những cái lời mình đã dạy Tuy nhiên, bạn tuổi ngọ, bạn nên nói chuyện một cách nghiêm túc với con cái chứ không nên dùng roi vọt ngay lập tức nhé. Trong ngày này với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho mệnh chủ bạn có được cái sự nhanh nhạy và có nhiều kinh nghiệm và bạn tử ngọ, bạn hãy tìm ra cái cơ hội thích hợp để thể hiện cái điểm mạnh của bản thân mình từ đó nhận được cái sự yêu mến và tin cậy của tất cả mọi người bạn tuổi ngọ nhé và ngày này đối với bạn tuổi ngọ nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn hai cái hướng tốt hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi ngọ nhé về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim bạn không nên vội vàng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy con cái không nghe lời tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thể hiện được bản thân tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ tình cảm chưa chín mùi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc bạn được tin cậy về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Tử vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi mùi đang có cái điểm báo dễ vướng vào những cái phi vụ rắc rối trốn công sở nhá. và bạn tuổi mùi tốt nhất là bạn không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. nếu có thể thì bạn hãy chỉ đóng vai người ngoài cuộc chứ đừng tham gia trực tiếp giải quyết những cái công việc trốn đông người ở nơi công sở bạn tuổi mùi nhá. Trong ngày này nếu như là bạn có chức quyền thì bạn mệnh tuổi mùi rất dễ phải giải quyết những cái rắc rối do cấp dưới gây ra và bạn tuổi mùi bạn hãy tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi việc để có cái chế độ thưởng phạt cho rõ ràng hợp lý bạn tuổi mùi nhá. Muốn tập thể đoàn kết trước hết bạn tuổi mùi bạn phải là một người lãnh đạo gương mẫu hết lòng hết mình vì nhân viên và trong ngày chủ nhật này đối như với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tuổi mùi được nở hoa cái mối quan hệ của bạn với gia đình rất chi là hòa hợp và bạn tuổi mùi bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài hay là địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân, tình cảm gia đình đó nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, dễ vướng thị phi, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, thượng phạt phân minh, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, bạn đang có cái điểm báo phải giải quyết rắc rối từ vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, hòa hợp với gia đình, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc học, thuộc mộc, bạn coi trọng gia đình nữa rồi, đúng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm năm sao. Con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tử vi tuổi thân, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân bạn đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ cho nên bạn tuổi thân bạn là người thông minh và khiếu liếu rất chi là thuận lợi trong cái việc xây dựng cái mối quan hệ xã giao của mình đó nhé và bạn tuổi thân, bạn mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên một cách khá chi là dễ dàng với bạn nữa rồi. Đúng. Trong ngày này với bạn tuổi thân, sự nghiệp của bạn cũng có những cái bước tín thuận lợi bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được cái điểm mạnh của bạn rồi và khi đứng ở một cái vị trí cao hơn bản mệnh tuổi thân càng phải cố gắng và phát huy hết cái khả năng của mình trước cấp trên nhiều hơn bạn tuổi thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân rất thích hợp cho cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, mở kho, động thổ. Vì vậy nếu như bạn có kế hoạch thì bạn có thể tiến hành được nhé. Ngày này xuất hành thì gặp được quý nhân, gặp được người lớn giúp đỡ, gặp được nhiều may mắn, có tin vui, có danh tiếng, ký kết hợp đồng cũng rất chi là thuận lợi, mọi việc đều cát lợi bạn tuổi thân nhé. Và bạn tuổi thân bạn cũng đừng quên xuất hành theo hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình đó về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy xã giao được thuận lợi tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa bạn tạo được ấn tượng tốt tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cấp trên coi trọng tử vi tuổi canh thân thuộc mộc bạn cần mạnh dạn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim công việc có bước tiến triển nhé về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi giàu, tuổi tuất. Tử vi tuổi giàu, chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dậu bạn đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cho nên với bạn tuổi dậu trong ngày này đang khá chi là nóng nảy khi gặp phải những kẻ mà bạn không ưa thích đoạn bạn tuổi dậu bạn đang có cái xu hướng nói năng mà chẳng kiêng nể ai cả cái điều này dễ gây ra cái sự tổn thương thậm chí là phản cảm cho mọi người trong ngày hôm nay đó bạn tuổi dậu nhé và bạn tuổi dậu bạn nên biết giữ mồm giữ miệng để tránh những cái rắc rối không đáng có đến với mình chẳng ai đáng phải nghe những cái lời chê trách thiếu tế nhị của bạn cả và bạn tuổi dậu bạn đừng quá tự tin cho rằng mình làm việc gì cũng đúng đắn như vậy nữa bạn tuổi dậu nhé may mắn là trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dậu bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu bạn đang có được cái cơ hội nhận tin vui về tài lộc trong ngày ngày này đối với những bạn làm nghề tự do thì có thể nhận được một cái khoản tiền kha khá do những cái mối đầu tư từ trước đó của mình mà thu được lợi và bạn tuổi dậu bạn hãy có cái kế hoạch chi tiêu đúng đắn để tài lộc không ngừng được gia tăng với mình nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tính tình nóng nảy tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa bạn chú ý ăn nói tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ dễ mất lòng người khác tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc bạn có tin vui về tài lộc tử vi tuổi quý dậu thuộc kim bạn chi tiêu đúng đắn đoạn về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu kim, quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tốt chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất á xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất bạn đang có cái điểm báo sẽ gặp phải đủ mọi chuyện phức tạp do bạn đang phải chịu tác động của ngũ hành tuất dậu tương hại gây ra nhé và bạn tuổi tuất bạn có thể sẽ kết bạn với kẻ tiểu nhân và người đó đã lộ mặt hãm hại bạn rồi đó với bạn tuổi tuất cái điều này cũng đừng bi quan vì coi đây là cái bài học là cái cơ hội để cho bạn từ bỏ một cái kẻ không đáng làm bạn với mình bạn tuổi tuất nhá còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này cũng không được tốt đẹp chi cho lắm bạn và nửa kia đang có cái dấu hiệu rạn nứt và bạn tuổi tuất bạn hãy nhanh chóng tìm hiểu xem cái nguyên nhân là gì và đưa ra cái cách khắc phục ngay lập tức đi bạn đừng có để cho cái mối quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt xa cách nữa bạn tuổi tuất nhé trong ngày hôm nay với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này rất thuận lợi cho cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành mở kho, ký kết hợp đồng. Nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn cũng đừng quên chọn hai cái hướng tốt, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho mình bạn tuổi tuất nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, vướng kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên bi quan, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm giả nứt tử vi tuổi canh tuất thuộc kim bạn cần khắc phục lỗi lầm tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thích hợp cho việc xuất hành cầu tài ký kết hợp đồng nhé về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân tử vi tuổi hợi chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi và gia đình trong ngày hôm nay rất chi là in ấm và bạn tuổi hợi bạn luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi nêu lên cái suy nghĩ của mình nữa chính vì vậy mà nữ kia luôn cảm thấy mình được tôn trọng nữa rồi đó bạn tuổi hợi nhé trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi hợi, nhân duyên khác giới đối với những bạn đang còn độc thân khá chi là vượng. Và bạn tuổi hợi, bạn hãy tham gia vào những cái buổi tụ tập gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Có thể bạn mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình đi suốt chặng đường đời nữa đó nhá Đã đến lúc bạn tuổi hợi, bạn cần phải mở cửa trái tim của mình nữa rồi đúng không? và xin tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ báo hiệu cho bạn tuổi hợi đang có được tin vui đáng mừng trong sự nghiệp của mình với bạn tuổi hợi bạn có tinh thần làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc bạn nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và trong ngày hôm nay rất có thể bạn mệnh sẽ được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn nữa đối với bạn tuổi hợi nhé trong ngày hôm nay với bà tuổi hợi cầu tài lộc cũng được thuận lợi, khai trương xuất hành, xuất hành đều gặp nhiều may mắn, mọi việc đều êm xuôi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, gia đình yên ấm, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tôn trọng nửa kia, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc vượng vận về đào hoa tử vi tuổi tân hợi thuộc kim làm việc nghiêm túc tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy bạn được đánh giá cao về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại.